Taiwan Expo 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ICE Hà Nội, vào cửa miễn phí từ ngày 8 đến 10 tháng 8. Sự kiện quy tụ tất cả các lĩnh vực như thực phẩm, trà sữa trân châu, mỹ phẩm, thiết bị công nghệ, kinh nghiệm du lịch và văn hóa. Hãy cùng tham gia trải nghiệm để giành vé máy bay và nhiều giải thưởng hấp dẫn tại Taiwan Expo 2019.